Vậy là phải lớn lên rồi, tự mình gánh vác cuộc đời. Tình yêu giờ đây không phải là điều đầu tiên trong tôi. Mọi thứ lúc này như một ngã rẽ cuộc đời. Tôi biết thương em lúc này là tàn nhẫn quá, phải không em? Nặng lòng nhưng không yêu đời. Dẫu có lo toan mệt mỏi, nước mắt không rơi, tâm một dấu phía sau nụ cười. Mạnh mẽ lên thôi mà bước tia vai vùng ở giữa biên trời. Nhớ xin cho một điều, đừng tổn thương đến những người. Chào mừng đại gia đình mua nhà đã đến với kênh YouTube Nhà Bá Hưng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm nhà đẹp với bề ngang tới 6,5 m và giá bán chỉ có 3.950.000 thôi. Căn nhà mình hướng đông bắc, phù hợp với những quý anh chị nào theo phong thủy là tây tứ trạch. Đây là một căn nhà hẻm xe hơi giá rẻ còn sót lại tại địa bàn trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha. Nhà mình thì kế bên với chợ Thạch Đà. Căn nhà ngang tới 6,5 m, lên trên được đúc ban công ra nữa. Công nhận đủ diện tích trong sổ, giá khá rẻ nha. Đây là góc máy gần hơn này, do mặt tiền khá rộng nên là chúng ta phải quay ở góc máy 0.5. Ngang 6,5 m, sâu 5 m, công nhận đủ nha. Đường trước nhà thì rộng khoảng tầm 4 m đường xe hơi nha, và nằm sát với trục đường chính Phạm Văn Chiêu. Cách trục đường chính khoảng tầm 5-6 m thôi. Đường hẻm cụt nội bộ, hẻm rất rộng nha, sát với đường chính. Căn nhà này chúng ta sẽ có một lớp cửa thôi, và bộ cửa này có vừa khung sắt bên ngoài, vừa cửa kính bên trong. Đây sẽ là không gian phòng khách. Phòng khách thì được ốp sàn gạch 60 và được tặng rất nhiều nội thất luôn. Chúng ta có sofa, bên trong thì có tủ lạnh và tivi 65 inch. Trên cũng được chủ nhà trang trí cực đẹp. Trang trí đèn chùm, trần thạch cao và có luôn ốp gạch lên cao khoảng tầm 1m2, dán giấy dán tường. Full nội thất lên tới phải tầm 250.000 đồng. Chúng ta có đầy đủ giường tủ máy lạnh bên trên nữa. Tủ bếp sẽ là tủ nhựa An Cường và cầu thang được đưa về góc tường bên tay trái màn hình. Phía bên hông này thì chúng ta có một cái phòng ngủ luôn. Do nhà mình ngang rộng tới 6,5 m nên chủ nhà thiết kế phòng ngủ bên hông nha. Nếu nhà nào có người già thì chúng ta rất tiện trong căn nhà này. Có 3 phòng ngủ. Và đặc biệt thì khu vực phòng ngủ này có cửa sổ ra ngoài, là khung sắt rất chắc chắn an toàn. Một căn nhà đẹp giá học sinh chỉ có 3.950.000 đồng mà lại được ngang tới 6,5 m, hẻm xe hơi nằm sát đường chính. Anh chị nào quan tâm thì hãy alo về tới bên em để được sở hữu nha. Tầng trệt thiết kế rất đẹp, rất sang chảnh này. Trang trí sắc nét từ góc cạnh luôn. Và chúng ta có bồn rửa tay ở cuối này, có một cái nhà vệ sinh nhỏ nhỏ ở phía dưới chân cầu thang. Hướng nhà mình là hướng đông bắc nha anh chị. Và quý anh chị nào có tài chính thấp có thể vay ngân hàng căn này được khoảng tầm 2 tỷ hơn nha. Chỉ cần chưa tới 2 tỷ thì chúng ta có thể mua được căn nhà này rồi, vì ngân hàng hỗ trợ nữa. Chúng ta cùng Hưng di chuyển lên khúc bên trên. Cầu thang làm nhỏ đúc 50 thôi, để cho diện tích lớn hơn thì cũng được ốp đá hoặc cương và sử dụng lan can. Đây chúng ta có một cái sảnh chờ này. Hai phòng ngủ thì dùng chung một cái nhà vệ sinh. Trên thì trang trí rất đẹp, đèn đuốc và đầy đủ các đồ lưu niệm. Hai phòng ngủ rộng bằng nhau nha.
sàn được ốp sàn gạch giá gỗ và có giường 1m6, tủ quần áo, kệ tivi kèm với máy lạnh, máy lạnh Capper của Thái Lan nha anh chị. Phía bên ngoài chúng ta có ban công đúc 1m2 để phơi đồ, cửa nhôm xi pha. Ban công được đúc rộng hết khu vực mặt tiền. Và đặc biệt thì ở đây chủ nhà có làm một cái chỗ cho chúng ta để máy giặt nha, không sợ mưa nắng vì đã lợp mái bên trên rồi. Rất đẹp, rất sang, giá học sinh còn chỉ tuyệt vời hơn khi chúng ta sở hữu được căn nhà này. Chỉ giao bán với giá có 3 tỷ 950 triệu đồng, chưa đầy 4 tỷ. Có ngay một căn nhà đẹp, siêu đẹp luôn. Thiết kế rất là xinh xắn nha. Sang bên này là phòng ngủ số 3. Thì phòng này cũng có giường, tủ, máy lạnh hết luôn. Thiết kế đẹp và trang trí tỉ mỉ, hoành tráng. Giá học sinh, giá hữu nghị học sinh sinh viên cũng mua được luôn. Tặng hết máy lạnh, giường tủ này, rất đẹp. Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Anh chị nào xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha.